Các bạn chào mừng các bạn đã đến với kênh của Túi Lê Vlog nha các bạn. Hôm nay á mình nấu canh bầu. Bữa nay mình nấu canh bầu với lại cá lóc á các bạn. Cái đầu cá lóc với lại cái đuôi cá lóc á thì mình nấu canh, còn cái khúc giữa á thì mình sẽ khô quẹt nha các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng vào bếp làm với mình nha. Đây nè, cái này là cá lóc nè các bạn. À, một khúc giữa nè, là mình cắt ra nhỏ nhỏ hết rồi nè. Đó, để mình khô quẹt. Này thì mình nấu canh hai khúc đầu với lại khúc đuôi, còn cái này là bầu nè. Đó. Rồi bây giờ mình nấu nha. Chế nước ra được rồi đó. Chế luôn.
chút nữa cho nó chín thì mình thả bầu vô các bạn. Cắt khô. Cá của mình giờ chín rồi các bạn ơi, giờ mình sẽ đổ bầu vô nha. Cái bầu này nhỏ thôi các bạn, nhưng mà nó nhiều lắm. Mình thấy nó nhỏ vậy mà mình chẻ nó ra đó. Đó, nấu cái một nồi vậy nè. Cái nồi này là nồi lẩu bự á. Nấu ra cỡ này. Chảo cá của mình này chút nữa là nó cạn rồi. Sắp cạn rồi đó. Giờ là nấu chừng 2-3 phút nữa là cạn. Bây giờ mình sẽ bỏ tỏi, ớt với lại hành vô luôn được rồi. Xong rồi giờ mình cho tiêu vô luôn. Wow, ngon quá. Bầu của mình giờ chín luôn rồi, giờ mình bỏ tiêu với lại hành ớt vô. Rồi cá đồ ăn chín hết rồi, giờ mình nhấc xuống ăn thôi các bạn ơi. Các bạn nha các bạn, bây giờ mình đã nấu xong bữa cơm rồi nè các bạn. Giờ mình mời các bạn cùng ăn nha. Mình nấu canh bầu nè các bạn. Và bên đây là chảo khô quẹt của mình nha. Canh bầu cá lóc với lại cá khô quẹt cũng là cá lóc luôn nha các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng ăn cơm với mình nha. Mình mời các bạn nha. Quá ngon. Cá lóc mình chấm với lại nước mắm ăn ngon ghê luôn các bạn. Miếng cá lóc này kho nó vàng nó ngon ghê luôn. Mời các bạn ăn. Cá lóc khô quẹt ngon quá các bạn. Cái miếng cá lóc rất là thơm ngon luôn. Nó cứng, mình kho mình chế nước mắm á, nó cứng cái khứa cá lắm, dẻ.
Kho quẹt ăn với canh bầu rất là ngon luôn á. Hôm nay các bạn cùng ăn nữa nha. Bầu ngon quá. Mời các bạn nữa nha, cái phần cá lóc nè, ngon ghê luôn. Cực kỳ ngon. Ăn cơm với lại canh bầu với lại kho quẹt các bạn, rất là ngon luôn. Hôm nay mình ăn hai món này rất là hợp các bạn ơi. Video của mình chia sẻ bữa ăn cơm đến đây cũng đã dài rồi, mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share và đăng ký nha các bạn. Bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại clip sau nha các bạn.